những phương hướng cơ bản tăng cường quốc phòng và an ninh. Để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, chúng ta cần phải thực hiện những phương hướng cơ bản sau: phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nền quốc phòng và an ninh của dân tộc ta là nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, bảo vệ lợi ích của nhân dân, nên phát huy được sức mạnh tổng hợp của dân tộc và sức mạnh của thời đại. Sức mạnh tổng hợp do nhiều yếu tố tạo nên, nhưng yếu tố có ý nghĩa quyết định là sức mạnh dân tộc, con người chính trị tinh thần mà biểu hiện tập trung ở sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Kết hợp sức mạnh dân tộc với thời đại. Sức mạnh dân tộc bao gồm những truyền thống tốt đẹp, sức mạnh của văn hóa, tinh thần và sức mạnh vật chất của dân tộc. Sức mạnh thời đại là sức mạnh của khoa học và công nghệ, sức mạnh của các lực lượng tiến bộ và cách mạng trên thế giới. Kết hợp quốc phòng với an ninh, do đó là kết hợp sức mạnh của lực lượng và thế trận quốc phòng với sức mạnh của lực lượng và thế trận an ninh. Lực lượng quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân bao gồm con người, phương tiện vật chất và các khả năng khác của dân tộc. Thế trận quốc phòng và an ninh nhân dân là việc tổ chức hợp lý lực lượng trên địa bàn cả nước trong từng địa phương, kết hợp kinh tế xã hội với quốc phòng và an ninh, thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tất yếu phải kết hợp giữa kinh tế với quốc phòng và an ninh. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội phải gắn với chiến lược quốc phòng và an ninh. Chiến lược quốc phòng và an ninh phục vụ cho chiến lược kinh tế xã hội. Trong tình trạng hiện nay, việc xây dựng quân đội nhân dân và công an nhân dân trở thành lực lượng chính tinh nhuệ từng bước hiện đại, đồng thời tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội nhân dân và công an nhân dân đối với sự nghiệp quốc phòng và an ninh là một đòi hỏi khách quan của nước ta.